Diễn viên Cao Mỹ Kim dành cả tuổi trẻ thay mẹ thực hiện ước mơ. Nhiều lần muốn từ bỏ sự nghiệp để theo đuổi đam mê giảng dạy, nhưng mỗi lần đến sân khấu, nhìn gương mặt của mẹ hạnh phúc và tự hào, Cao Mỹ Kim không đành lòng nói ra. Cao Mỹ Kim là một trong những gương mặt quen thuộc với khán giả Việt. Dù nhiều năm gần đây, Cao Mỹ Kim không còn hoạt động sôi nổi trên sân khấu ở vai trò ca sĩ, diễn viên, nhưng nhắc tới tên cô, người ta nghĩ ngay tới bộ phim Mùa Hè Sôi Động. Cao Mỹ Kim là con gái út trong gia đình có ba chị em, hiện cô đang sống cùng mẹ và một người chị. Mẹ của Cao Mỹ Kim yêu thích nghệ thuật từ nhỏ nhưng vì hoàn cảnh mà không theo đuổi nghệ thuật được. Khi thấy con gái bộc lộ năng khiếu, bà mong con thực hiện thay ước mơ của mình. Cao Mỹ Kim dành hơn 10 năm tuổi trẻ để thực hiện ước mơ của mẹ. Tới năm 26 tuổi, khi đã thay mẹ thực hiện được ước mơ, cô mới xin được thực hiện ước mơ của mình là kinh doanh và giảng dạy. Là khách mời trong chương trình Mảnh Ghép Hoàn Hảo, ca sĩ, diễn viên Cao Mỹ Kim đã có những chia sẻ đầy lắng đọng về câu chuyện này. Cao Mỹ Kim nói, từ bé, ước mơ của tôi là trở thành cô giáo và kinh doanh. Tôi có nhiều hoài bão lắm. Khi khán giả biết tôi là ca sĩ, diễn viên Cao Mỹ Kim rồi, tôi nói với mẹ là đến thời điểm này, con đã làm được những gì mẹ muốn rồi. Con có thể làm những gì con ước mơ được không? Mẹ tôi đồng ý. Tôi làm kinh doanh và đi dạy. Hồi cấp 2, cấp 3, tôi đã đi dạy múa, dạy hát cho các trường cấp 1. Tôi có năng khiếu truyền đạt. Những năm gần đây, tôi dạy mắc ca. Tôi độc lập từ bé nên khi bước ra làm kinh doanh đều tự xoay sở, không muốn gia đình lo lắng. Tình tôi cũng không tâm sự nhiều. Khi nghe những chia sẻ của Cao Mỹ Kim, nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân đã không giấu nổi nghẹn ngào khi nói mẹ của Kim là người hạnh phúc nhất. Tôi rất đồng cảm với những gì các bà mẹ được hưởng. Tôi chỉ mong trên đời này không có bà mẹ nào phải chịu đau khổ.